nhưng một pha lề lưới không thực sự tốt của Hoàng Nam và đã có cơ hội để bán lưới cho Thái Sơn. Hay break point. Rất hay, thêm một điểm nữa cho Thái Sơn. Passing của Thái Sơn. Lập tức là 15 đều cho Thái Sơn. Phòng thủ tốt của Thái Sơn, một đều. Mất thăng bằng. Và dù anh cố gắng nhưng cũng không thể ngăn cản điểm số thuộc về Thái Sơn. Đang có nhiều hơn những tình huống ép trái Thái Sơn và lê lưới của Hoàng Nam. Nhưng trong một vài pha bóng gần đây thì có vẻ nó không mấy hiệu quả. Winner của Thái Sơn. Một tình huống bắt bài di chuyển và trả ra bóng cực hay. 4-2.